Shop hàng Nhật Đồng Địa xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2021. Em lên sóng một chiếc máy sấy tay của hãng Mitsubishi. Một chiếc máy sấy tay tự động các bác nhé. Hoàn toàn dựa vào hoạt động cảm biến. Có để tay đây cái là máy nó hoạt động này rất là khỏe luôn đấy. Kiếm một cái gì đó để cho các bác thử cái độ khỏe của nó. Kinh luôn, đào rồi sấy tay có đèn sấy tự động. Trời lạnh các bác nào mà hay dùng đến nước nhà vi các bác dùng cái này sấy rất là tiện. Chiếc này em bán là 2,1 triệu nha, của hãng Mitsubishi này. Cuối năm bán rất nhiều mặt hàng giá rất là hợp lý, rẻ để phục vụ các bác có đèn. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn. Chào các bác.